một cái thuốc tuyệt vời điều trị về viêm họng hay viêm amidan cấp. Và ngoài ra cái cây thuốc này còn có thể điều trị về chứng viêm thận cấp này, phù thủng hay là tiểu ít. Đó là cái cây rau chai hay gọi là cây thài lá trắng. Thế thì bộ phận sử dụng của nó, mọi người có thể dùng thân và lá của nó như thế này. Sau đó mọi người với viêm họng cấp và viêm amidan ấy, mọi người sử dụng cho em là khoảng 15-20g tươi, rửa sạch nước muối loãng, sau đó là vò và cho một chút nước sôi để nguội. Sau đó là uống hàng ngày từ 2-3 lần, làm liên tục đến khi hết hạn. Hoặc là mọi người cũng có thể khi rửa sạch nước muối loãng xong, cho vào khoảng 500ml nước và đun sôi cho em khoảng 2-3 phút, sau đó nhấc ra và uống hàng ngày. Nó rất là tuyệt vời. Và với bài thuốc thứ hai ấy, đó là về viêm cầu thận cấp này, hay là phù thủng tiểu ít, mọi người có thể kết hợp cho em khoảng 20g tươi cây rau chai kết hợp với cái mã đề, và ngay xung quanh em đây cũng có này. Ở đấy cái vị mã đề này rất là nhiều. Và tiếp theo là vị cỏ xước, thì mỗi vị khoảng 20g. Cỏ xước là cây ngưu tất nam, em có video giới thiệu về cái cây này rồi. Thì cây này cũng để điều trị về cả bệnh xương khớp nữa. Nếu như mọi người khi sử dụng như vậy, mọi người cho vào 500ml nước đun sôi và uống hàng ngày, rất là tuyệt vời. Và nếu như khi sử dụng liệu trình, mọi người sử dụng cho em từ 15 đến 20 ngày với viêm cầu thận cấp hay là phù thủng tiểu ít nhé. Và mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y, có thể liên hệ trực tiếp với số của em là bác sĩ Nguyễn Phương 0989 517 397. Em có cả Zalo số đó, mong mọi người theo dõi và chia sẻ cho video này.